Ronaldo đã là cực phẩm, nhưng nhan sắc cô bạn gái của anh cũng chẳng tầm thường. Georgina, bạn gái xinh đẹp của Ronaldo, ngồi trên khán đài khoe chiếc nhẫn lấp lánh ngón áp út trong trận thắng Maroc với tỷ số 1-0. Không chỉ Cristiano Ronaldo gây chú ý phóng viên máy ảnh, mà chính cô nàng Georgina, bạn gái của nam tuyển thủ cũng đặc biệt để lại ấn tượng trên hàng ghế khán giả. Georgina nhiệt tình cổ vũ bạn trai cùng các cổ động viên. Georgina trên hàng ghế khán giả cổ vũ bạn trai, cô lọt thỏm giữa vòng vây của các cổ động viên khác. Ronaldo ghi bàn quyết định chiến thắng 1-0 cho Bồ Đào Nha. Đây không phải bàn thắng đầu tiên của chàng tiền vệ của World Cup năm nay. Đặc biệt trong một vài khoảnh khắc, Georgina còn khoe những kim cương ngón áp út được bạn trai tặng cách đó không lâu. Hình ảnh cô cổ vũ hết mình cho Ronaldo trên khán đài trở thành loạt ảnh gây chú ý trên mặt báo sau trận đấu. Georgina khoe chiếc nhẫn lấp lánh ngón áp út. Nhiều người cho rằng Georgina và chàng tiền vệ sắp tổ chức đám cưới. Cô vừa sinh cho Ronaldo một thiên thần nhỏ vào cuối năm ngoái. Tháng 4 vừa rồi, Georgina khoe trên trang cá nhân chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Nhiều người cho rằng cả hai sắp làm đám cưới sau 2 năm bên nhau. Có thể sau World Cup, chàng tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ có một đám cưới đẹp như mơ với cô bạn gái nóng bỏng. Georgina sinh năm 1994 là bạn gái nổi tiếng thời điểm này của CR7. Cô cũng là một siêu mẫu nóng bỏng, bậc nhất Tây Ban Nha. Ngoài nghề người mẫu, cô còn là vũ công ba lê. Không khó hiểu khi chân dài này sở hữu vóc dáng hoàn hảo đến khó tin. Ronaldo và Georgina gặp nhau lần đầu tại bữa tiệc do nhãn hiệu thời trang Dolce & Gabbana tổ chức. Thời điểm đó, Georgina là người mẫu đại diện cho nhãn hiệu Gucci. Năm 2016, Ronaldo thừa nhận tình cảm với siêu mẫu xinh đẹp này. Tháng 11 năm ngoái, chân dài nóng bỏng đã hạ sinh cho Ronaldo một cô con gái. Phản ứng của Lệ Quyên trước nghi vấn bị Hồ Ngọc Hà đá xoáy chuyện khoe khoang. Chỉ với một bình luận ẩn ý, nhưng sự việc liên quan đến hai nữ ca sĩ nổi tiếng đã khiến khán giả phải quan tâm. Hôm qua, khá nhiều người hâm mộ xôn xao khi nhà thiết kế Lý Quý Khánh đăng tải dòng trạng thái bên vực người chị thân thiết Hồ Ngọc Hà khi cô bị chê hết thời. Giá cát xê chỉ bằng một ca sĩ hạng B. Theo đó, anh đã đưa ra khá nhiều lý lẽ, thậm chí còn để lộ cả số tiền mà nữ hoàng giải trí biểu diễn một đêm có giá lên đến 580 triệu đồng. Đứng trước những tin đồn thất thiệt này, Hồ Ngọc Hà cũng lên tiếng tung hứng với cậu em, cô phản pháo, khoe là chụp ảnh phải giơ tay, tai, cổ này kia á. Thôi em ơi, có bằng ai đâu mà khoe làm gì, ăn ngon mình hưởng, ngủ ngon mình khỏe là vui rồi, có điều đúng là muốn sống yên cũng khó nhỉ, rùi mũi quá nhiều vì cuộc sống giờ quá ô nhiễm. Tuy nhiên, đối chiếu với bình luận của Hồ Ngọc Hà, khán giả đã nhanh chóng nhận ra sự ưng ý của cô. Bởi lẽ chỉ cách đó ít giờ, Lệ Quyên đăng tải bức ảnh khi đang ở bên trời Tây. Tại khoảnh khắc ấy, nữ ca sĩ đã đưa bàn tay, khéo léo khoe hẳn chiếc nhẫn kim cương và đồng hồ hoành tráng. Khoe là chụp ảnh phải giơ tay, tay, cổ này kia á. Câu nói này từ Hà Hồ đã khiến cô rơi vào nghi vấn, đang tiếp tục đá đểu Lệ Quyên. Rất nhiều khán giả đã chụp lại bình luận của giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ và gửi thẳng vào tường nhà Lệ Quyên. Ngay khi ấy, nữ hoàng phong trà cũng chẳng ngần ngại đáp trả, làm người coi bộ khó ai nha, chắc phải nhiều kiếp nữa về đúng hình hài và bản chất rồi mới cơ may được ngang hàng làm người với mình. Hồ Ngọc Hà Lệ Quyên từng là đôi bạn khá thân thiết ở showbiz Việt, họ từng là bạn ngoài đời lẫn trong âm nhạc khi cùng kết hợp nhiều lần trên sân khấu. Tuy nhiên, đến năm 2015, đôi bạn đã được ai nấy đi. Lệ Quyên cho biết giữa cô và Hồ Ngọc Hà có chút bất đồng. Thời gian sau này, cả hai từ chối nhắc đến nhau trước truyền thông và cũng cạch mặt nhau dù có xuất hiện chung tại một sự kiện. Thậm chí có lần cả hai còn đá xéo nhau trên trang cá nhân. Hồ Ngọc Hà Lệ Quyên luôn khiến mọi người quan tâm vì mối quan hệ tình chị em giữa họ. Dù đã vài năm trôi qua, nhưng câu chuyện của họ luôn bị nhắc đi nhắc lại trên các diễn đàn. Thậm chí cả hai từng lên tiếng giải thích các tin đồn mâu thuẫn, nhưng câu trả lời dường như không thỏa ý muốn của khán giả. Đồng thời, những bình luận bài viết đầy ẩn ý, mang tính đá đểu như thế này càng khiến cho người hâm mộ muốn biết hơn những câu chuyện ẩn khuất đằng sau. Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của Song Luân trong Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt. Song Luân diện sơ mi trắng quần tây giống hệt với Song Joong Ki ở phiên bản Hàn Quốc.
Hậu Duệ Mặt Trời là tác phẩm truyền hình thành công nhất trên màn ảnh Hàn Quốc năm 2016. Bộ phim tạo nên cơn sốt mạnh mẽ, phủ sóng, không chỉ Hàn Quốc mà nhiều quốc gia châu Á khác. Bên cạnh đó, sản phẩm này đạt nhiều thành tích ấn tượng, phá vỡ kỷ lục ranking phim truyền hình. Thời gian này, khán giả rần rần hơn bao giờ hết, khi Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt đang bước vào giai đoạn đầu của việc sản xuất. Không còn là dự đoán, Song Luân, Nhã Phương, Hữu Vi và Cao Thái Hà chính thức là những gương mặt sẽ tham gia vào dự án đặc biệt này. Cách đây ít ngày, cả bốn diễn viên đã diện đồ theo đúng concept, có thể đây chính là buổi chụp hình poster cho phim. Theo thông tin được biết, bộ phim đã chính thức khởi quay được 2 ngày, và mới đây nhất, hình ảnh nam chính Song Luân ở những cảnh quay đầu tiên đã được lộ diện. Theo đó, đoàn phim đang thực hiện những phân cảnh tại bệnh viện và có thể đây là những khoảnh khắc mà đại úy Yu Shin Jin gặp gỡ bác sĩ Kamo Yong. Song Luân diện sơ mi trắng quần tây trong ngày quay thứ hai của bộ phim. Tạo hình nhân vật giống khá nhiều với phiên bản chính, ngay từ trang phục đến mái tóc. Anh được mọi người chăm sóc khá kỹ cho phần tạo hình nhân vật nam chính của dự án đặc biệt này. Hiện đoàn phim đang thực hiện các cảnh quay trong một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Người xem đang rất mong chờ sự xuất hiện của nhân vật chính tiếp theo là Nhã Phương trong vai bác sĩ sẽ ra sao. Song Jong Ki là nhân vật đốn tim rất nhiều cô gái, từ vẻ ngoài điển trai lịch lãm lẫn tính cách rất quyết đoán trong vai đại úy. Không chỉ mang vẻ lãng tử hài hước mà anh còn vô cùng nghiêm túc mạnh mẽ. Đặc biệt, chính tính cách nhân vật đã khiến cho mọi người đặt câu hỏi lớn liệu Song Luân có làm nên một đại úy huyền thoại như thế này. Về mặt tạo hình thì Song Luân có khác với bản gốc Song Jong Ki một chút. Trong ảnh, anh trông trẻ trung và năng động hơn so với nhân vật cũ Song Jong Ki có phần đỉnh đạt khi anh cho áo vào quần chứ không bỏ ngoài như Song Luân. Nếu phục trang được chọn theo tính cách nhân vật thì có lẽ kịch bản sẽ thay đổi đôi chút so với bản gốc. Nhưng có lẽ chỉ là chiếc áo anh chàng mặc quá ngắn so với bản gốc mà thôi. Nóng lòng chờ đón phim, liệu tạo hình của hai anh chàng song song này có khác nhau nhiều lắm không? Khám phá mọi ngõ ngách về không gian sống tiền tỷ của quốc cơ quốc nghiệp. Thay vì nhà sang cao cấp thì họ sống trong một không gian khá giản dị nhưng vẫn đảm bảo tính tiện nghi và ấm cúng. Thời gian qua ở khắp nơi trên mạng xã hội đều xuất hiện cái tên của hai anh em quốc cơ quốc nghiệp từ lúc cả hai bước vào những vòng đầu tiên của cuộc thi Britain Got Talent tìm kiếm tài năng nước Anh cho đến đêm thi chung kết cuối cùng. Đông đảo người hâm mộ Việt đã dành thời gian theo dõi cũng như ủng hộ cho họ xuyên suốt một hành trình. Sau khi kết thúc cuộc thi và giành vị trí top 4 chung cuộc, quốc cơ quốc nghiệp đã trở về nước với bố mẹ, hai người vợ cùng các thiên thần của mình. Điều đặc biệt nhất, họ được truyền thông săn đón nhiệt tình và tình cảm của khán giả ở khắp mọi nơi. Mới đây nhất, hai anh em tài năng này đã đăng tải một loạt hình ảnh khi được nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đến tận nhà thăm họ. Quốc cơ hào hứng khoe, cô nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đã đến nhà quốc cơ và quốc nghiệp bắt đền vì suýt làm cô đứng tim ở trận chung kết Britain Got Talent 2018. Sự bắt đền rất ngọt ngào bằng chậu hoa lan rất đẹp, lời động viên chân thành đến hai anh em và hỏi han về chấn thương của quốc nghiệp, còn thêm một giấy khen đóng góp tích cực trong công tác từ thiện giúp nghệ sĩ nghèo năm 2017 cho quốc cơ và quốc nghiệp nữa. Cảm ơn sự yêu quý và quan tâm của cô dành cho gia đình con rất nhiều. Quốc nghiệp ôm chầm lấy nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, anh hạnh phúc khi được một nghệ sĩ lớn đến thăm tận nơi. Bố mẹ của quốc cơ và quốc nghiệp cũng vui mừng khi gặp nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Đồng thời, những hình ảnh này cũng phần nào hé lộ được không gian sống của hai anh em nghệ sĩ siết tài năng. Dù lập gia đình và có con, nhưng quốc cơ và quốc nghiệp vẫn sống chung với bố mẹ trong một căn nhà ấm cúng. Thay vì một nơi cao cấp sang trọng, thì nơi ở của hai anh em khá giản dị nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Phòng khách là nơi trưng bày rất nhiều hình ảnh và các giải thưởng mà hai anh em đạt được trong sự nghiệp. Không gian này cũng là nơi để gia đình tổ chức tiệc hay chơi đùa cùng các bé. Phòng ngủ đơn giản được tiết lộ trong một chương trình truyền hình. Tuy nhiên, những hình ảnh này cũng phần nào hé lộ không gian sống, không kém phần mới mẻ và hiện đại của họ. Căn nhà này còn có cả sân thượng để hai anh em luyện tập thể thao mỗi ngày. Sau một thời gian tham gia vào cuộc thi mang tính nguy hiểm cao, thì cơ thể của quốc nghiệp gặp một số chấn thương nghiêm trọng, khiến họ phải tạm dừng việc thực hiện live show như kế hoạch trước đó. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để họ chăm sóc cho gia đình, bù đắp cho vợ con vì khoảng thời gian mải mê tập luyện thi đấu ở nước ngoài. Đây là lý do khiến Huỳnh Anh không thể vào vai của Song Jong Ki trong Hậu Duệ Mặt Trời, quá uất.
Huỳnh Anh, ngầm ấm chị phía nhà sản xuất đã bàn thảo xong hợp đồng với anh và yêu cầu nam diễn viên đợi. Thế nhưng sau vài tháng, đơn vị sản xuất lại thông báo một cái tên khác đảm nhận vai nam chính. Hậu Duệ Mặt Trời là bộ phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt vào năm 2016 trên kênh KBS2 với sự tham gia của các diễn viên chính Song Joong Ki, Song Hye Kyo, Kim Ji Won và Jin Gu. Gần đây, cư dân mạng đang xôn xao trước thông tin Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt đang bước vào giai đoạn đầu của việc sản xuất. Dàn diễn viên trong phim gồm Song Luân, Nhã Phương, Hữu Vi và Cao Thái Hà. Trong khi thông tin này vẫn đang gây nhiều tranh cãi trái chiều, thì mới đây Huỳnh Anh bất ngờ tiết lộ việc mình từng được mời đảm nhận vai nam chính. Theo đó, tài tử họ Lê cho biết phía nhà sản xuất đã bàn thảo xong hợp đồng với anh và yêu cầu nam diễn viên đợi. Thế nhưng sau vài tháng, đơn vị sản xuất lại thông báo một cái tên khác đảm nhận vai diễn này. Họ mời mình, bàn giá cả. Bàn hợp đồng xong xuôi chưa vội ký, họ nói mình chờ, rồi chờ suốt mấy tháng trời mình phải sống với nhân vật đó. Một ngày đẹp trời, người yêu cũ nhắn tin hỏi không phải anh đóng vai đó hả, mới biết được là họ đã bắt đầu. Kệ cà màu mình, và kệ cà màu cả cái hợp đồng mà người ta đã gửi cho mình. Gọi điện hỏi thì nói không ai báo gì à. 2 tháng 6 lại có thêm một nỗi buồn, dù sao cũng thật lòng chúc phim sẽ thành công. Tôi sẽ nén nỗi buồn này để làm một cái gì đấy của riêng tôi, ngôi sao cả một đời ân oán chia sẻ. Đoạn tin nhắn được cho là của người bên phía sản xuất mời Huỳnh Anh casting. Dù không nói cụ thể đây là dự án phim nào, nhưng nhiều người vẫn đoán ra được Huỳnh Anh đang ám chỉ Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt. Trước đó, tình cũ của Hoàng Anh từng tiết lộ đoạn tin nhắn anh được mời đảm nhận vai Đại úy Du. Với vẻ ngoài điển trai và lối diễn xuất tự nhiên, Huỳnh Anh là gương mặt được công chúng biết tới qua nhiều vai diễn trong các bộ phim như Cầu Vồng Tình Yêu, Hương Ga, Cả Một Đời Ân Oán, Tình Khúc Bạch Dương. Huỳnh Anh trước đó còn là một vận động viên võ thuật chuyên nghiệp. Trong 10 năm qua, anh đoạt khá nhiều huy chương vàng ở các giải Taekwondo toàn quốc, Taekwondo Hà Nội mở rộng, Taekwondo ba miền Bắc Trung Nam. Với kinh nghiệm đã có, nam diễn viên đã được tin tưởng giao cho nhiệm vụ đạo diễn võ thuật cho bộ phim Người Phán Xử, phiên bản ngoại truyện. Đặc biệt, vào năm ngoái khi tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ, Huỳnh Anh còn được ví như bản sao của Đại úy Du trong Hậu Duệ Mặt Trời, vô cùng gan dạ luôn sẵn sàng đối đầu và xung phong tham gia nhiệm vụ đầu tiên. Chính điều này khiến anh giống một chàng lính thật thụ trong quân ngũ.